Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Peo. Hiện tại là mình đang trong một con map mini game có tên là Cuộc Chiến Đào Xương Rồng các bạn ạ. Mình thì mình đang thắc mắc là không biết cái xương rồng ở đây nó có nghĩa như nào. Xương rồng là cây xương rồng hay là cái bộ xương của con rồng thì mình cũng không biết, các bạn ạ, chỉ biết là cái map này tên là Cuộc Chiến Đào Xương Rồng thôi, còn xương rồng gì thì mình không rõ. Map này thì mình được một bạn có gửi ở phần bình luận video, mình đọc được các bạn ạ. Nghe tên tiêu đề khá là hay, cả ảnh bìa map trông nhìn cũng khá là đẹp luôn, cho nên mình cũng là tò mò không biết là xương rồng này là xương rồng gì đây. Vừa vào chả thấy thông tin gì luôn, chả được bản thông tin gì các bạn ạ. ID map là 84132910 các bạn nhá. Đó thì mình không rõ với cái map này cho nhậu ơi. Map này cho đập block à? Ông kia cầm được cả cái block block đồ kìa. Map này cho đập block các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì luôn cơ này. Hình như là vừa vào mấy thanh niên này hình như đập được đồ hay sao các bạn ạ. Sao tự nhiên thấy mình có ông mà cầm kiếm ấy nhở? Mình vừa thấy có thanh niên nào cầm kiếm. Lúc nãy có kiếm ở đây xong bây giờ mất rồi. Ok đi các bạn ơi. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn nút đăng ký và cho đăng ký ủng hộ mèo Peo các bạn nhá. Để coi xem là đào xương rồng là cái gì đấy. Cái này là hóa thạch rồng. Đào xương rồng ở đây là bộ xương của con rồng chứ không phải là cây xương rồng. Ok, nó là xương rồng chứ không phải xương rồng. Ok các bạn ạ, xương rồng chứ không phải xương rồng nha. Ok, hài não quá các bạn ơi, làm mình hết hồn cái gì em. Mình đào được cái này là cái sọ rồng, nghe tên có vẻ sợ nhở. Tên là sọ rồng các bạn ạ. Mình từ trước đến giờ chỉ biết là sọ dừa thôi, chuyện sọ dừa của Việt Nam thôi, chuyện cổ tích sọ dừa chứ mình chưa nghe chuyện cổ tích sọ rồng bao giờ. Không biết ở đây có bạn nào biết đến cái chuyện cổ tích sọ dừa không nhở. Ở đây đã ai đọc sọ dừa chưa hỏi chấm. Bạn nào mà biết đến cái chuyện sọ dừa thì đừng quên để like bên phía 1 nhá. Không biết là ở đây còn ai đọc chuyện cổ tích sọ dừa không nữa. Ngày xưa là mình đi mẫu giáo ấy, ngày xưa đi mẫu giáo tầm cái thời năm 2003, 2004 ấy, cái tầm cái thời đấy. Đấy cái tầm thời đấy là kiểu gì cũng biết đến cái chuyện sọ dừa luôn các bạn ạ. Đi học các mẫu giáo các cô hay kể chuyện sọ dừa. Trong ngữ văn cũng có à, giờ chả nhớ các bạn chịu. Ở đây có sọ rồng ấy, nghe lại nhở. Ôi cái gì ấy? Ủa? Cái map này 2 tầng cơ. Ôi xịn nhở. Wow, cái map này 2 tầng, ôi giáp kim cương đổi dễ thế. À không dễ đâu, không dễ đâu. Cần 10 sọ rồng mới được một cái hóa thạch à? Cũng nhiều đấy. Cúp cỏ à? Mình cần cúp đất không? Lên cúp đất này. Từ cúp đất này lên cúp gió này. Không, từ cúp gió lên cúp gì không biết các bạn ạ. Từ cúp gió chưa thấy cúp gì nữa thì mình sẽ mua cái áo choàng đi. Mua cái áo choàng là đeo vào đi cho nhanh, di chuyển cho nhanh các bạn ơi. Ok, xem mình cúp gió này chơi như nào, anh em chia đào đi. Anh em chia ra đào đi. Trời ơi, không lấy đâu. Thôi. Mình đào nhanh lắm nè. Mình có cúp gió rồi, đào nhanh như gió luôn. Đấy, cộng thêm nhân vật Nini level 1 nữa. Cộng thêm cái bánh quy thơm đổ đào nhanh không? Ui, đào tốc độ bàn thờ này. Nhìn này anh em đào kinh không? Gắt thực sự luôn. Đào tốc độ bàn thờ là có thật các bạn ạ. Nhìn này, đào tốc độ bàn thờ luôn nhá. Wow, nhìn này. Đào cháy máy luôn, kinh chưa? Úi sổ đào kìa. Nó cứ phải gọi là gắt các bạn ạ. Ui, nhìn đào kinh không? Đẳng cấp quốc tế luôn, đào quá nhanh các bạn ơi. Đào một phát là gần 200 cái rồi nè. Đào cho lên là 2099 á. Đào 2099 luôn các bạn ơi. Ok, đủ rồi. Đúng không? 200 cái luôn nè. Hơn 200 cái rồi các bạn ơi. Kéo mình phải cầm theo cái kia nhỉ. Phải cầm theo cái gì nhỉ? Cầm theo cái này này. Cầm cái này đi các bạn ơi. Cầm theo cho đỡ vướng. Chính xác là đỡ khỏi đi về các bạn ạ. Cầm theo đỡ khỏi đi về. Mất thời gian lắm. Đỡ bất công đi về. Mình sẽ chế cái cúp cúp này là cúp gì ấy? Cúp gió lên cúp đá. Ok, ôi, hết tiền luôn rồi. Chế được cái cúp đá hết tiền luôn các bạn ạ. Khiếp thật, mắt lại cũng tốn kém đấy. Rồi, đào tiếp nào. Ui, cúp đá nào không nem bằng cúp gió các bạn ạ. Cúp đá đào không nem bằng cúp gió. Nhưng mà từ, ủa sao mình chết vậy? Sao mình lại chết nhở? Mình cũng không hiểu vì sao mình chết các bạn ạ. Ủa lạ vậy nhở? Ủa sao mình lại chết ta? Bạn nào có thể giải thích được hiện tượng vừa rồi không? Mình cũng không hiểu vì sao mình chết các bạn ạ. Lại này, ôi nhà tin bạn kìa. Chưa gì thấy nhà tin bạn được kìa. Ủa nghe chừng là hơi căng nhá. Từ từ đã. Cái cúp này mình thấy nó cũng không nhanh bằng cúp gió đâu. Nhưng mà được cái là có chức năng đặc biệt đó. Nó có chức năng đặc biệt các bạn ạ. Còn về tốc độ đào ấy thì không bằng cúp gió đâu. Mình thấy cúp gió ngon hơn nhở. Thôi kệ cứ đào tạm đi. Đó, xong rồi về mình nâng cấp cúp khác sau. Đang là cúp đá các bạn ơi. Mình đang dùng cúp đá nhá. View ok rồi.
Ôi, về nâng cấp cua các bạn ơi. Hey, hey. À từ từ, mình có bàn à. Mình có bàn chế tạo mà quên mất nhở. Nè, đó, có bàn chế tạo mà tội gì phải về. Lại ăn thì mua gà đỏ đã. Mười, khi tận 10 cái á, tốn kém thế. Từ từ đó. 10 cái là hơi bị đắt nha. Lát nữa dầu mình lại mua sau các bạn ạ. Cúp vàng này, ủa hết tiền luôn rồi các bạn ơi. Hết tiền luôn. Ok, tốn kém phết các bạn ạ, mình có cúp vàng rồi nhá. Có cúp vàng rồi, ui, cúp vàng cũng có vẻ lực đấy, cũng có vẻ ổn ổn đấy các bạn ạ. Trông cũng khá là ok đấy nhỉ. cũng lực phết đấy. Ồ, cũng gia gì phết đấy, đào cũng được nhiều các bạn ơi, có vẻ ngon ngon đấy. Bắt đầu có vẻ là ngon rồi đấy. Ê, cúp vàng này có vẻ ngon nha. Bây giờ nâng cấp tiếp. Không cho cái mà nâng cấp từng cái một là hơi mệt nhỉ. Bấm từng cái một hơi lâu ấy các bạn ạ. Sao không cho cái nào xịn xịn tí bấm được nhanh hơn nhỉ. Kiếm này, ui, nhiều kiếm xịn đấy. Từ từ đã các bạn ơi. Phải từ từ đã. Mình sẽ nâng cúp kim cương này, cúp lục bảo này, ok. Có cúp lục bảo các bạn ơi. Mình sẽ lấy lại cái này đã, ok, rồi thử nào. Úi dồi ôi, có vẻ xịn phết các bạn nhỉ, cúp lục bảo có vẻ ngon đấy. Nào mình sẽ vẫn tiếp tục nâng cấp nha. Mình cần nhiều hơn thế nữa các bạn ạ. Úi dồi ôi, hay là mình tạm dừng đây, mình nghĩ là mình sẽ dừng ở đây thôi nhỉ. Còn nên nâng cấp tiếp không ta, mình nghĩ cái cúp lục bảo cũng khá là ngon rồi đấy. Chắc là không cần phải nâng cấp thêm cúp đâu các bạn ạ. Ôi, chết giờ đào qua nhà team bạn rồi, mình nghĩ là thôi. Mình nghĩ cái cúp lục bảo là khá là ngon rồi, chắc là không cần nâng cấp thêm đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Vui có chừng dừng đúng lúc mẹ. Mình sẽ đổi qua nhân vật Cindy, đổi qua Kaka hay là Laura đi. Rồi, thì mình sẽ ăn cái gà đỏ này, cái này. Ui, cái này từ chưa đổi. Khi tập bấm 100 cái là hơi lâu này. Mong rằng chủ map có thể là có thêm cái tính năng nữa là có thể chế 10 cái một lúc nhá. Chứ chế từng cái một là bấm hơi bị mỏi tay các bạn ạ. Cái gì ấy? Túi cúp à? Túi kiếm mà không cần lắm này. Mấy kiếm này không biết có khỏe không? Mình không biết là mấy kiếm này có khỏe không các bạn ạ. Có nhiều kiếm là súng bom các thứ này. Súng tiểu liên, súng lục, mình không biết mấy cái này có khỏe không nữa. Chắc là mình nghĩ mình sẽ không nâng cấp không mua súng nữa đâu. Mua gà đỏ rồi này. Cái này tăng sát thương người chơi này. Cái này hồi máu này. Cái này là giảm cận chiến, cái này tăng tầm xa này. Cái này tăng tầm xa này. Ok. Mình có nên đổi ra kim cương không nhỉ? Từ từ đã, anh em bình tĩnh nhá. Để mình coi xem là team bạn dùng cái vũ khí gì. Để mình liệu mình đổi vũ khí các bạn ạ. Giảm sát thương tầm xa này, tăng sát thương tầm xa này. Mình nghĩ mình sẽ chơi súng nhá. Mình sẽ chơi súng đi nhỉ. Mình sẽ nâng cấp súng các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp súng các bạn nhá. Nâng cấp súng đi, ở đây có rất là nhiều đồ nên mình không biết là nên dùng cái đồ nào nữa. Bấm chế đồ mỏi cả tay luôn các bạn ơi. Mỏi tay thực sự, mắt này hình như không có xích giáp thì phải. Mình coi thử xem có xích giáp không. À, có này. Mà thôi. Kim cương đi, kim cương cho là an toàn. Tránh cả cận chiến lẫn đam tầm xa các bạn. Ủa, mình thấy team bạn kìa. Mày thế nó không để ý mình, mày thế nó không để ý mình các bạn ơi. Hết hồn con trồn luôn, tí thì đi bụi. Ok, súng này. Tiểu liên này. AK này, M4A1 này. Hết rồi à? M4A1 muốn lên nữa thì là cần gì nhỉ? Ủa, muốn lên nữa thì cần Uzi cần 29 cơ à? Ok. Bấm cái này nó hơi mỏi tay các bạn ạ. Chế mấy cái này nó hơi mỏi tay. Quan trọng là nó mỏi tay, bấm nó hơi mỏi tay các bạn ơi. Mong rằng là chủ map xem xét là cho. Ủa, mình thấy có biến rồi các bạn ơi. Từ từ nha. Tôi thấy là có biến này kìa. Úi dồi ôi, mình vừa thấy thanh niên linh đúng không? Úi dồi ôi, chạy. À, nào, làm sao à, M4A1 đây này. Đừng có đùa với thần rùa nhá. Nào, định làm gì với chúng tôi hả? Hey, bây giờ mình sẽ... Ủa, bấm chén này cũng lâu các bạn ạ. Bấm từng cái một, bấm lâu phết. Ước gì có cái bấm nó nhanh hơn một chút nhở. Ok, đây mình chế Uzi đúng không? Mình tưởng đam Uzi đam bé hơn nở, M4A1 nở. Tự nhiên Uzi phải chế sau. Uzi này, minigun này. Rồi từ minigun muốn lên AWM. Từ, bình tĩnh. Ui, rồi tìm bạn rồi. Bạn rồi, chưa thấy tìm bạn đâu các bạn. Từ, thế từ đã. Mình đi chế đồ tiếp các bạn ơi. Đi nhặt đồ tiếp thôi, kệ tìm bạn. Thăm ngàn đã. Bây giờ chúng ta phải thăm ngàn, các bạn đã tích cực thăm ngàn đã. Đánh nhau sau nhá. Cứ phải tích cực thăm ngàn đã. Thăm ngàn đã, rồi đánh nhau sau các bạn ạ. Không được gì phải vội cả. Lát nữa mình cầm súng xịn mình đánh nhau sau cũng được. Ok la. Nào, đâu rồi, đồ đạc có vẻ như là cũng khá ở đấy. Cũng tích được nhiều xích nhỏ về mua đồ á.
về đổi đồ các bạn ơi. Ok, mình núp á, núp 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 núp. Khiếp thật, bấm từng ô mà bấm từng ô một hơi phải. Có AWM rồi, có ốp rồi các bạn ơi. Ở bạn nào mà chơi PUBG thì hay gọi là khổ ốp ý. Đấy, chúng ta có khổ ốp rồi. Bây giờ đợi xem là nâng cấp súng gì nữa nào. Ui, có gì đấy? À, có ốp dòng lửa. Úi dồi ôi, có ốp dòng lửa nữa cơ mà. Xịn sò con bò phết nhờ. Có cả khổ ốp dòng lửa cơ các bạn ạ. À, không biết là sau cái khổ ốp dòng lửa này chúng ta lên khổ ốp gì đấy các bạn ơi. Tò mò phết nào, chế nãy giờ mà chưa thấy có súng mới các bạn ạ. Ôi, tốn kém phết nhờ. À, không phải khổ này, súng bom hình như là ốp dòng lửa là tối đa rồi hay sao ấy. Ơ, có đại bác laser này. Ủa nãy sao mình không chế được cái đại bác laser này nhở? Tự nhiên mình đi chế cái quả ốp dòng lửa này nhở? Chết giờ. Mình quên mất không chế đại bác laser rồi. Không biết mình kiếm này có tác dụng gì đây. Mình thực sự không biết mình kiếm này có khỏe không các bạn ạ. Thực sự là không biết mình kiếm này khỏe không. Thì mình mua thử cái kiếm quỷ à, kiếm hắc ám mà kiếm sắc màu nè. Không biết là mình kiếm này khỏe không. Thử mua kiếm quỷ em nào. Không biết là đam bao nhiêu, không thấy chủ map báo gì. Thì mô hình tùy chỉnh cái là mô hình rồi. Em nào, thử em nào. Mình thấy mình đang có rất là nhiều vũ khí các bạn ạ. Ok, mình ăn các thứ đã. Ăn gà này. Ok, tăng sát thương này, hình như có cả tăng sát thương cận chiến đúng không? Mình chưa ăn các bạn ạ. Tăng sát tầm xa này. Cái mà tăng sát thương cận chiến là cái nào, cái này đúng không? Cái đây đây, hamburger đây. Rồi, cầm sẵn đề phòng, ông nào đến gần các bạn ạ. Ok, hey. Rồi, mình coi thử cái AWM dòng lửa. Bắn từng viên nghe chừng cũng không khỏe lắm nhở. Cái khổ mình thấy cái khổ kia có khi ngon hơn đấy nhở. Mình nghĩ cái khổ súng kia ngon hơn thì phải. Ui, kiếm dòng lửa này. Để coi thêm team bạn đâu rồi. Mình chưa thấy team bạn đâu các bạn ơi. View. Đâu rồi, team bạn đâu rồi. Cái này thì ui, bom của chúng tôi này. Ui, bom khỏe thế. Chết rồi, ui. Chết rồi, chúng nó xài bom bạn ơi. Chúng nó chuyển qua chiến thuật ném bom à. Ui, chết rồi, căng nhở. Mấy hôm nay chuyển qua chiến thuật ném bom bạn. Mình đứng mình bắn thôi. Mình là xạ thủ mà, sniper mà. Xạ thủ đứng xa xa. Đứng xa xa ngắm thôi. Ê, mình là xạ thủ mà. Việc gì phải đến gần các bạn nhờ. Mèo béo là xạ thủ. Mèo béo là xạ thủ mà. Ê, xạ thủ không việc gì phải vội các bạn ạ. À, cứ từ từ thôi. Hey, đứng từ xa tỉa các bạn ạ. À, xạ thủ. Úi, ném bom à. Bom với chúng tôi này. Bom với chúng tôi này. Tưởng như nào các bạn ơi. Bom với chúng tôi này. Đâu rồi. Biu, ôi trời, thì ôi đạn lạc kìa. Ôi, bắt tôi heo đạn lạc kìa. Ôi, bắn không chết kìa. Sao yếu vậy? Ôi rồi, bom vào chúng tôi này. Này, bom vào chúng tôi này. Tưởng súng bom mà sợ à hả? Cầm AWM dòng lửa này, kể cả mặc giáp cũng chết các bạn nhá. Mặc giáp cũng chết, mình đoán thế thôi chứ không biết đúng không. Còn có chết thật không mà không rõ các bạn ạ. Úi dồi, né bom. Né bom, ú không chết à? Không chết này. Úi dồi, thì mẹp béo đang thần thánh rồi các bạn ơi. Mẹp béo như thần rồi. Nào, làm sao. Ui, kéo lắm nữa mình sẽ chế thử cái súng laser nhở. Đấy, mình biết thế, mình chế là súng laser cơ. Mình thấy cái khẩu AWM dòng lửa này bắn nó hơi chậm. Thế là nó khỏe cũng khỏe thật đấy, nhưng mà mình thấy nó không ngon lắm. Mình thứ tí nữa mình thử mua cái súng laser xem như nào nhá. Úi trời ơi. Ơi, về từ từ là vừa bắn vừa thăm ngàn nhỉ. Vội gì? Cái gì ở vội? Nhỉ, vừa bắn vừa thăm ngàn mà. Lát nữa mình sẽ mua thử cái súng laser xem nó có gì khỏe không các bạn ơi. Về chế thử thêm cái khẩu súng laser xem như nào các bạn ạ. Cũng khá là tò mò đây. Mình thấy nãy trong kho đồ có súng laser mà. Súng laser chế thử khẩu ốp cơ. Nãy thì mình đi chế cái khẩu súng AWM dùng lửa này hơi phí tiền. Núp bao. Đứng đây. Ok, mình sẽ bấm cái này cũng lâu này. Ủa chết rồi, rơi, vứt này đi. Cái này mô hình thôi, cái này mô hình thôi. Này không có tác dụng gì đâu. Bây giờ ngồi bấm đồ cũng lâu này. Bấm lâu phết các bạn ạ. Mấy trăm cái hóa thạch rồng này. Mình sẽ thử chế cái súng laser nữa. Ô, đang mải chế đồ mà tự tiên bị rơi này. Ô, chết rồi, gì đấy. Đang mải chế đồ mà. Ông nào thì được gì đây. Đang mải chế đồ. Ôi, bấm lâu thế, bấm mấy trăm. Ôi, từ, đang mải chế đồ mà không cho chế đồ luôn các bạn ạ. Ôi, mình đứng lên trên này mình chế đồ các bạn ơi, kệ. Mình đứng lên chế đồ đã. Mình test thử cái súng laser xem như nào. Coi thử xem cái súng laser như nào các bạn ơi. Súng laser,
Ôi, bấm lâu thế. Bấm nãy giờ chưa xong các bạn ạ. Mấy trăm cái khóa thạch rồng này. Thôi đủ rồi. Túng lục này, tiểu liên này, AK này, M4 này, Uzi này, 6 nòng này, AWM ở đâu rồi đây. Đại bác laser đây. Mình thử xem cái đại bác laser nó có khỏe không. Cũng tò mò không biết đại bác laser là cái gì các bạn ạ. Cũng khá là tò mò đây. Thắc mắc không biết cái đại bác laser trông như nào, nó có khỏe không. Ok, để test thử xem như nào nhá. Xem đại bác laser có chất trôi người rơi không các bạn ạ. Kiếm chắc không cần đâu. Tầm này, úi dồi. Ê, nghe chừng có vẻ khỏe đấy. Ê, súng đại bác laser này có vẻ là ngon đấy. Úi dồi, sấy đâu các bạn ơi. Sấy thôi, ủa thế linh không hiểu vì sao chết luôn. Úi dồi, sấy thôi các bạn ơi. Đứng đây sấy thôi. Đứng ở nhà mình sấy luôn các bạn ơi. Úi dồi, thêm build đứng đâu nhỉ? Thêm build đứng đâu vậy? Ôi, mình cứ sấy bừa các bạn ơi. Chúng mình chúng không chúng mình thôi. Ê, đây nào, cứ sấy bừa thôi. Úi dồi, cứ sấy bừa thôi các bạn ơi. Sấy thôi, tim bạn không hồi sinh nổi luôn các bạn ơi. Để tránh ra nào. Tránh ra là sao lại chắn đường tim mình này. Ủa, ông này sao tự nhiên chắn đường tim mình. Chả hiểu kiểu gì các bạn ạ. Thanh niên tim xanh hồi sinh là chết. Cứ hồi sinh là chết. Vâng, nó nảy 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 không trượt phát nào các bạn ạ. Cứ hồi sinh là chết thôi. Úi dồi ôi. Đúng là cái khẩu laser này khỏe hơn khẩu kia nhiều các bạn ạ. Cái khẩu AWM dòng lửa kia vừa va vừa vẩn. Hàng đúng là hàng vừa vẩn các bạn ạ. Được mỗi cái má đẹp thôi, được cái đẹp thôi. Chứ thực sự nó không ngon tí nào các bạn ạ. Chá ngon thế. Né. Ê, mình né ngay. Mèo béo né ngay. Ê, mình đứng bên mình núp này. Đây, nảy này, đạn nảy này. Úi dồi, đạn nảy kìa. Đạn nó nảy không trượt phát nào các bạn ạ. Bắn hộ mèo peo cái. Đỡ hộ. Úi dồi ôi. Phá đảo thế giới ảo luôn các bạn ạ. Tìm bạn bất lực luôn. Không có cách nào có thể chống lại được sức mạnh của mèo peo rồi các bạn ơi. Bắn đến 100 mạng nghỉ nhá. Khiếp thật. Tim bạn thế này có hơi quá đáng không nhở. Tim bạn không hồi sinh nổi luôn các bạn ạ. Không kịp tỉnh không kìa. Khổ thân các bạn ơi. Khổ thân tim bạn đâu. Mình sấy cho không trượt phát nào này. Cái súng này hơi mất cân bằng nhở. Thực ra tim bạn không chế giáp đấy. Mấy ông kia không chế giáp này. Không ăn cái giảm sát thương tầm xa này. Đấy, không có KK này. Cho nên mình chết dễ này đấy. Chứ thực ra là mình, nếu như mà mình mặc full giáp, xích giáp các thứ ấy, mặc full xích giáp nhá, ăn thêm cái giảm sát thương tầm xa ấy, thì mình nghĩ là không chết được đâu. Nhưng mà chẳng qua tim bạn hơi chủ quan. Tim bạn cũng hơi chủ quan. Cái đứng game bắn này này. Game bắn này nảy 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 này. Rồi, đấy. Không lộ mặt luôn. Mèo béo không lộ mặt luôn. Đấy, không lộ mặt luôn các bạn nhá. Ê, không lộ mặt luôn để coi xem nào. Ờ, chưa thấy tim bạn đâu nhở. Sấy này, sấy này, sấy không trượt phát nào luôn. Mình chọn cái vị trí đẹp đẹp nè. Mình sẽ chọn cái vị trí nào đẹp đẹp tí. Úi dồi ôi, sấy không trượt phát nào luôn. Ê, sấy không trượt phát nào luôn các bạn ơi. Ôi chết, bắn xuyên ra ngoài rồi, từ 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 từ. Đấy, bắn này, 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 này. Đấy, đứng bắn này. Đứng bắn này, úi dồi ôi. Ông bạn đâu ra đây. Hết hồn con trồn các bạn ơi. Bảy mất mạng rồi, từ từ, đi cắn búp ra, đi cắn búp ra. Ok nha, anh em bình tĩnh nha, anh em cứ từ từ nha. Mèo béo đi cắn. Chống chúng tôi à, chống làm sao được mà đòi chống. Mèo béo full giáp kim cương rồi, chống làm sao được, thích thì xài KK luôn nhá. Để mình đổi qua KK level 2 luôn các bạn ơi. Đấy là mình còn không thèm xài xích giáp đấy. Chứ mình mà xài xích giáp là hơi toang các bạn ạ. Chắc là team bạn bắn cũng hơi mệt đấy nhờ. Hay là mình về mình chế xích giáp nào. Ê, từ 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 nhá. Hay mình về mình thử chế xích giáp thôi, anh em bình tĩnh. Mình về mình chế xích giáp xem như nào các bạn ơi. Thôi thôi kệ đi, đằng nào cũng có thể ra. Thực ra giáp kim cương cũng được mà. Xích giáp, giáp kim cương, thực ra là giáp kim cương đi. Biết đâu ông nào ngứa tay là cầm cận chiến thì chết nhở. Ủa, thanh niên nào mà thả bom kinh vậy. Thả bom B52 kinh vậy. Ôi, ông nào mua súng bom thả bom lắc cả map luôn các bạn ạ. Ghê thực sự chứ. Ôi, tưới bom kìa, bom kìa, bom nó sấy kìa. Ôi, bom kìa, bom kìa, bom kìa. Nhìn bom kìa các bạn ơi. Ôi dồi ôi, tim bạn không tỉnh nổi luôn các bạn ạ. Sợ thực sự nhìn nổ banh mắt luôn kìa. Ok các bạn ơi, gần 100 mạng rồi, chắc là 100 mạng nghỉ nhá. Chắc là bắn đến 100 mạng rồi nghỉ các bạn ạ. Hey, còn mấy mạng nữa, còn 8 mạng nữa các bạn ơi. 7 mạng nữa. Này thì bươn của chúng tôi.
năm mạng nữa các bạn ơi, 5 mạng nữa, hồi máu, từ, hồi máu đó, 7 mạng nữa các bạn ơi. Hey, thực ra do bom này thả bom nhiều quá, lag đấy, ok chắc là nghỉ thôi các bạn ơi. Rồi chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi, đấy còn 2 mạng nữa cho team mình lo nốt nhá. Chắc là thôi các bạn, mắt này chơi cũng được, mà cái súng về sau nó hơi mất cân bằng các bạn, thực ra chơi thì cũng được nhưng mà hơi mất cân bằng một tí, nhưng thôi không sao các bạn ạ. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mèo Peo làm thế gì nữa thì đừng quên để lại bên dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.